Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá bên trong cơ thể của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Và đố các bạn, nhân vật nổi tiếng mà mình sẽ khám phá tên là gì? Khỏi cần đoán. Các bạn coi tiêu đề các bạn biết rồi. Đó chính là Chu Chu Chalice. Mình sẽ khám phá bên trong cơ thể của nó. Nhưng mà để khám phá được bên trong cơ thể của nó thì chúng ta phải vượt qua được những cái đường ray như thế này. Khá là đáng sợ nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cùng với những người ở đây cố gắng để khám phá nha. Để xem coi như thế nào các bạn ơi. Rồi lên xe đi mấy em ơi. Mỗi người một chiếc, không có giành giật nhau nha. Rồi lên đường. Tăng tốc lên. Đấy, chạy nhanh lên mấy bạn. Chạy nhanh lên nó mới gọi là hả. Ờ từ. Chậm. Cái gì vậy? Cái xe này bị lắc à. Xe bị lắc à. Xuống đây em ơi, cái xe nó bị cái gì rồi? Nhẹ nhàng tình cảm thôi mấy em à. Chúng ta không có nên gọi là hả đi. Ui, bên kia nó hút nhau mà cắm đầu xuống đất luôn các bạn ơi. Ây da, đáng trời ôi trời ui. Đằng kia là Chu Chu Chalice. Và để tới được chỗ đó thì phải nói là khó lắm các bạn ơi. Chúng ta đang rất là hiền lành luôn ấy. Ê, từ, mày phải cho tụi này mới được. Đứng lại. Tụi này đang tăng tốc nè. Lui. Mình sẽ chọn lui các bạn ơi. Lui. Cái gì vậy trời? Cay quá các bạn. Cái xe này á, nó bị sao ấy. Các bạn nhìn nè, hai người đang chạy rất là vui vẻ với nhau nha. Các bạn nhìn cái kết sẽ như thế nào đây. Ờ đứng lại rồi. Ui nó chạy mất tiêu rồi các bạn. Để tôi. Bây giờ tụi mình phải đua tụi nó các bạn. Đúng rồi, mình phải đua. Nãy mình quên nói các bạn là tụi mình cần phải đua nữa. Ai tới đích trước thì người đó sẽ gọi là giành chiến thắng. Đua đi các em. Đua đi các em. Đấy. Đua nào. Ơi, đi bạn ơi. Sao bạn dừng lại đây? Đi bạn ơi. Đi giùm tôi đi bạn ơi. No, nó bấm của mình các bạn ơi. Nó bấm của mình lui lại kia. Quay. Nó cho mình các bạn. Đây mình sẽ cho mấy thanh niên này. Mình cho được ta. Đây. Mình sẽ bấm. Kìa, cho nó lui lại các bạn ơi. Vô, cho nó lui lại hết cỡ luôn. Vô hết cỡ luôn. Tụi nó phá các bạn. Không sao. Ôi, xe. Cây tới chưa? Nãy giờ quên nói với các bạn, ở đây chúng ta sẽ có những cái gọi là đồ để có thể gọi là hạ cho mọi người. Nhưng mà tiếc một cái á, là đồ này nó bán bằng Robux không à các bạn. 1.001 Robux. Thôi, cho tôi xin. Vô, ai sẽ là người về nhất đây? Come on. Cái đường này giảm tốc độ em ơi, Cái đường này nó căng thẳng lắm. Đấy, phải nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, con trai liệt đằng kia làm gì vậy? Nó cầm cái búa. Ai? Nó cầm cái búa nó gõ các bạn ơi. Đừng có dừng lại đó nha. Ui, dừng lại. Từ. Ui qua rồi các bạn ơi. Từ, để mình sẽ thử lui lại xem con trái lịt này làm gì được mình không nha. Đúng rồi. Con trái lịt này nó có cái tai khổng lồ các bạn thấy không? Và nó cầm cái búa nó gõ các bạn. Từ, mình để anh. Để anh, đừng có đụng vô. Rồi. Dừng lại. Ê, xích tới miếng. Xích tới một miếng. Rồi, đứng đây. Đứng ngay đây mà đứa nào ngay chỗ này thì đứa đó ôi rồi lượm ơi luôn. Rồi, đứng ở đây đi. Ê. Rồi, nhanh nào. Ui sao không bị gì vậy? Lui. Đây, cho thanh niên lui lại miếng các bạn ơi, Lui lại đi em ơi, làm lui lại đi. Đấy. Ui không bị gì à? Hay vậy. Rồi đi tới nào. Mình đang cho tụi nó các bạn ơi. Đi tới. Rồi đi tới. Rồi nhanh. Nhanh lên xe chậm vậy. Ai? Dừng lại. Này thì ui xe của mình. Nó gõ xe của mình lúng rồi các bạn. Ê được. Này thì. Rồi. Dừng lại đừng có cho tụi nó qua em. Thanh niên này đã nói là đừng có cho tụi nó qua. Trời nó qua hết rồi. Cay thiệt. Rồi sau một thanh niên mắc xe rồi, mình chạy tiếp. Đi thôi nào, đừng có ủi anh. Mấy đứa này nó căng thẳng vậy ta, sao nó phải đua nhanh mới chịu à. Từ thôi. Dừng lại. Dạ thanh niên. Ấy, anh niên cho rồi xong rồi. Xe của mình là thôi rồi, lơ mơ rồi. Đi nhanh lên. No, nó cho mình. Thôi nào em, đi em. Đi. Ơi sao em lại vậy? Chị báo quá chị ơi. Cái gì đây? Đi nhẹ nhàng tình cảm như hai anh em đang yêu nhau. Ghê.
hai thanh niên ở dưới kia kìa các bạn. Y ghê quá, đi nhẹ nhàng tình cảm nữa chứ. Ghê 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 ghê. Không sao nha các bạn, bây giờ là chúng ta sẽ gọi là đang rất ui rớt các bạn không. Các bạn nhìn đơn giản vậy thôi chứ mà chạy mà sung quá là rớt cả đám ấy. Gần tới trả lịch rồi. Come on, come on. Tới được trả lịch đi các bạn ơi. Rồi sau đó chúng ta sẽ gọi là xem coi bên trong trả lịch có gì nha các bạn. Ồ nó bay lên trời kìa. Ồ sao nó bay lên trời được hay vậy? Oh no, nó bay lên trời các bạn ơi. Vậy là nó có sức mạnh à? Nó có sức mạnh của Charlotte, đúng không? Rồi, mình đã hiểu rồi. Khi mà vào trong bên trong cơ thể của Charlotte thì nó sẽ có sức mạnh. À, lẹ đi anh, em sắp đi ị. Kỳ vậy em, đang chơi mình đâu ị là gì? Anh không biết đi ị là gì nhưng mà bây giờ là chúng ta chuẩn bị khám phá bên trong này các bạn. Đấy, rồi. Stop. À, để xem coi là Charlotte sẽ gọi là cho chúng ta bất ngờ gì nha các bạn. Có ai gần tới mình chưa? À, rồi đi tiếp. Đấy, chúng ta đang chuẩn bị đi vào trong cơ thể của Charlotte nha các bạn. Hãy xem coi bên trong cơ thể của Charlotte có gì đây. Hồi hộp quá. Tới rồi các bạn ơi. Đừng có ăn tôi nha. Yo, bên trong có gì đây? Bên trong có gì? Wow, chúng ta đang vô trong thật này. Bên trong có gì? Trời ơi, bên trong toàn là chuối. Gì kỳ vậy? Tôi đâu có ăn chuối đâu mà sao nhiều chuối vậy? Quá trời chuối các bạn. Chả liệt gì toàn chuối không vậy? Ui nó bự quá các bạn ơi. Phải nói là rất bự luôn các bạn. Đứng với nó mà nhìn nó đáng sợ thật. Rồi lại mình để lại xem coi đằng kia có gì. Wow, bên trong chả liệt là có Thomas the Train, Mickey, Scary Companion. Con này ở trong Five Nights at Freddy. Rồi, Fall Guy. Nhiều lắm các bạn. Wow, Albert, Sonic, John nè. Nhiều quá đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem coi là what? Mình đã trở thành Mickey nè. Quay đừng em ơi, đừng có cho anh. Này thì cho vỏ chuối này đây. Wow, Thomas the Train. Are you okay? Rồi mình đã có thêm một con này đi theo mình. Rồi con Fall Guy này thì sao? Fall Guy đứng trên đầu của mình. Rồi bây giờ là mình cần những cái món đồ để cho tụi nó. Đây rồi. Và đây rồi. Vô cái tay này các bạn. Tay này làm gì đây? Tay này để kẹp con cua à? À không, tay này để móc các bạn à. Còn cái này để làm gì? Nhảy à. Nhảy cao lắm các bạn. Vậy, bên trong Chu Chá Lịch, Thomas the Train đang điều khiển mọi người à. Có phải như vậy không? Có phải là sự thật hay không các bạn? Đấy. Rồi, để mình leo lên trên chơi cầu tuột các bạn. Úi giời ơi, tuột gì cắm đầu xuống đất vậy? Yeah. Rồi, bây giờ mình phải đi về chỗ hồi nãy thôi các bạn ơi. Di chuyển về chỗ hồi nãy. Ơi khoan, để mình lấy Sonic nữa. À, Sonic nè. Đấy, mặt tròn nè. Đấy, rất là nhiều cái luôn các bạn. Ây da, chuột vỏ chuối, trời ơi. Chuột vỏ chuối lộn 10 vòng nhảy hip hop các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ dịch chuyển về cái chỗ này nè. Dịch chuyển nè bạn không. Vô. Đấy. Hello, bị kẹt rồi hả mấy đứa? Nhìn mấy đứa tội nghiệp quá đi thôi mà. Rồi không sao, ở đây anh sẽ tặng cho mấy đứa một cái vỏ chuối. Đây, có vỏ chuối ở đây thì mấy em sẽ sẽ đặt vỏ chuối lên đây. Rồi, vô. Từ. Ui nó té các bạn. Đặt vỏ chuối vô. Té. Mình đặt vỏ chuối vô là nó té thật các bạn à. Không phải đùa đâu. Bây giờ là nếu mà mình lấy được cây bazooka này thì ngon ha. Đấy, bên trong trái lịch nói chung đồ không nhiều các bạn. Nhưng mà được cái là mình đã biết được sự thật. Là bên trong trái lịch nó lại có Thomas the Train. Hai con này nó liên quan tới nhau nha các bạn. Nó cực kỳ liên quan tới nhau luôn. Đi thôi mọi người ơi. Chúng ta đang lên được. Thanh niên này. Đi nào. Con đứng đây làm gì? Đi nào. Let's go. Ơi sao lùi vậy? Đứa nào chỉnh anh lùi vậy? Đứa nào? Nó chỉnh mình lùi lại các bạn ơi. Bỏ vỏ chuối ra cho tụi nó gọi là té chơi nè các bạn. Cay thật sự. Ui, đang đi nó làm cho mình lùi các bạn. Không làm gì được anh đâu. Đừng có đùa. Đi ra nào. Đây thanh niên này nó cố tình nó chỉnh cho mình lùi lại các bạn. Cay thật sự luôn các bạn. Rồi ơi đây mình chỉnh vỏ chuối. Đi nào. Đấy, thấy chưa, chỉnh lùi người khác. Ui, nó còn trên kia kìa. Ui, lắc. Lắc quá. Wow. Cẩn thận các bạn ơi. Móc nó lại. Đây, mình đã móc cái tay của mình dính vô trong cái xe của nó nè các bạn không.
Đấy, nhưng mà không được các bạn ơi. Đây, móc cái tay dính vô rồi. À, ghê chưa? Lên xe nó ngồi luôn các bạn. Quá đỉnh. Đặt vỏ chuối ra nè. À, đứa nào cán vỏ chuối không? Không bị làm sao ta? Đặt vỏ chuối ra nè. Không bị gì luôn. Hình như là đặt vỏ chuối ra nó chưa có đúng lúc các bạn. Phải đặt như thế nào nó đúng á. Đây đây đây. Cua nè, khúc khúc cua nè. Gấp cua, gấp cua, gấp cua. Từ đặt vỏ chuối ra. Té không? Không té. Đặt vỏ chuối ra. Không té là sao? Ấy trời ơi, té rồi. Trời ơi, té rồi kìa. Dính vỏ chuối của anh thì phải té thôi. Ơ sao mình đứng lên vậy? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi 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 em ơi. Đi em ơi, đi 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 đi. Đi đi, còn đợi gì nữa? Đấy. Đi từ từ thôi. Tốc độ luôn nè. Tốc độ lên, tốc độ lên. Đi qua cái chỗ này phải tốc độ lên. Đấy thấy chưa? Con trai liền nó đánh bây giờ. Tốc độ lên em. Trời ơi, mình vẫn chơi, mình chơi hết mình đi. Sợ cái gì không biết. Sợ cái gì? Tốc độ đi em. Tốc độ đi, thanh niên này cứ sợ các bạn, nó đang chỉnh giảm tốc độ nè. Mình thì chỉnh tăng tốc độ lên. Đó, tăng tốc độ lên nó mới gọi là. Đấy, đúng rồi, tăng tốc độ lên em rớt luôn thấy chưa? Đấy, anh tính hết cả rồi. Úi rồi ơi, anh biết bay mà em ơi. Sao mà làm khó được anh? Đấy, mình ui, mình bay ra tới ngoài vũ trụ luôn rồi. Để xem coi là mình có cho được hai thanh niên này không nha. Come on, cố lên. Mình đang là gọi là mặt cho nó đây nè. Nên là tụi nó khó mà ăn được mình đấy. Vô. Ê, có khi nào tới kia nó dừng lại không? Không lừa, không làm gì được mình đâu, mình dám chắc luôn. Mà sao nó tăng tốc, mình tăng tốc quá trời luôn, mà sao nó không chạy tiếp ta? Ok, được rồi. À. Ui, ui, trời ui. Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ui, thanh niên này lên trên được rồi nè, thanh niên lên tới nơi rồi nè. Ừ, chúc mừng nha. Rồi, Thomas the Chain của tôi, John của tôi. Rồi, đi thế nào, mình sẽ quay trở về chỗ này các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và nếu thấy đừng quên là cho mình một like, một đăng ký và share bằng comment cho nếu các bạn là fan chính muốn hộ mình nha. Thì ngày hôm nay mình đã khám phá được bên trong cơ thể của Choo-Choo Challenge. Và mình phát hiện là Thomas the Chain đang ở trong cơ thể của Choo-Choo Challenge. Và nó đã điều khiển Choo-Choo Challenge để đi bắt tụi mình đấy các bạn à. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.